chở mình qua tới ba cái cầu lần. Bịch 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 bịch. Nhịp tim nó nói gì? Đúng, em nghĩ là cái nhịp tim nó nói cái gì? Nói nó gì? Mệt. Hơi thích thích. Đứng gần nhau càng nghe rõ nhịp tim nữ nữa. Tay đụng tay. Lúc đầu là một ngón, sau đó hồi là nguyên bàn luôn. Chí, anh cũng có cảm tình với Chí lâu rồi. Em lên phương án. Dạ, em cũng trả lời là em cũng có cảm tình với anh lắm. Có phải là hồi xưa là hai người chắc là đi học chung trường với nhau? Dạ. Và họ đã thương nhau và thầm như yêu nhau từ cái thời học cấp 2, cấp 3 rồi đúng không? Ủa sao anh hay vậy? Chính xác luôn. Trời ơi! Chính xác luôn hả? Trời hay quá. Trời ơi! Trời ơi! Hay quá rồi, bữa nay quá đúng, quá đúng luôn nhau. Thiệt gì luôn hả? Dạ. Quen nhau lớp 11. Lớp 11 là 17 tuổi. Quen đó có nhiêu? Có 11 năm. Wow. Nhưng mà chính thức yêu nhau có 2 năm rưỡi thôi. Ủa như vậy là tụi em mới cưới nhau thôi đúng không? Dạ, tụi em cưới được 3 năm 7 tháng. Rồi, bây giờ hãy kể và tâm sự cho chương trình Vợ Chồng Son được biết là chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào. Dạ, lần đầu tiên em gặp vợ em là vào cái lễ tổng kết Hoa Phượng Đỏ. Khi về thì ai cũng có cặp hết, thì chỉ có vợ em là không ai trở về. Lúc đó em có chiếc xe đạp cuộc, thì em mới tình nguyện là cứu vớt vợ em, là chở vợ em về từ quận nhất về quận 7. Đường thì xa, trời thì nóng. Mà vợ em ngồi trước, vợ em cứ kêu cao hoài. Sao em đạp chậm quá vậy? Thì sao mà đè vợ em ngoài vậy? Chị biết là cái xe đạp cụ phải ngồi đè một xíu. Phải ịnh lên rồi. Ịnh lên nè. Nhưng mà em ngồi vậy em khó chịu không? Khó chịu chứ sao không anh? Mà mình vừa bực mà vừa tới ổng cũng tội nghiệp. Chở mình qua tới ba cái cầu lần. Trời ơi. Lúc đầu là bực, xong rồi lớp hồn nghe bịch 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 bịch. Nhịp tim nó nói gì? Đúng, em nghĩ là cái nhịp tim nó nói cái gì? Nói gì? Nó mệt. Đúng rồi, hay mệt quá luôn. Lúc đó mới nói được gì? Nhưng... đúng không đi? Dạ, dạ, lúc đó nói gì đó, đã mệt, thấy mồ luôn nha. Nhưng mà từ đó cái tự nhiên em có cái cảm giác là hơi thích thích. Thì sau khi đi chương trình đó về thì em ngỏ lời là nói là mình, em thích chồng em. Ồ, có nhận lúc đó thì như thế nào? Tướng tỏ tình là một buổi chiều mưa. Đó. Đứng gần nhau càng nghe rõ nhịp tim nữ nữa. Mà anh này anh đập tim anh đập nghe rõ lắm chị. Cái xong rồi em mới tay đụng tay. Lúc đầu là một ngón, xong nó hồi là nguyên bàn luôn. Em nói Chí, anh cũng có cảm tình với Chí lâu rồi. Em lên phương án. Chí, anh có cảm tình với Chí lâu rồi. Trời, giống tâm sự hai rồi. Rồi sao rồi lúc em? Rồi Trí trả lời sao Trí? Nhiều khi nghe cũng bị nhột nhạt chứ bộ đúng không? Dạ, em cũng trả lời là em cũng có cảm tình với anh lắm. Trời, giống như cuộc tỏ tình của hai người đàn ông nữa. Lúc đó là hai dòng mới chính thức quen. Ừ. Quen được một năm, học hết năm lớp 12, hai đứa chia tay. Ủa kỳ vậy? Lúc đó là do em muốn tập trung vào cái việc học trước. Khi nào đi làm thì mới tính tới viện quen bạn gái. Cho nên thôi em nhắn tin chia tay với cô này. Trời. Thì cũng hơi cảm giác em sao? Chia tay bao lâu? Sốc 4 năm. Trời, người ra đi mà tới 4 năm luôn hả? Mà sốc một cái là chỉ nhắn một tin nhắn thôi. Rồi cắt đứt mọi liên lạc. Em không tìm cách nào để em liên lạc được hết. Trời đất ơi. Trời. 4 năm đó em làm gì Trí? Dạ, đó em thì em tập trung vào việc học, đại học rồi ra trường. Em đi làm rồi á thì vô tình là em có một người bạn thân đi siêu thị thì gặp vợ em đang bán trong siêu thị. Bạn em mới cho cô này cái số điện thoại của em. Cổ mới nhắn tin cho em. Lúc đó gọi là anh nữa. Gọi liền. Gọi liền. Cũng muốn tìm ra nguyên nhân tại sao mà chia tay. Cái bắt đầu em mới hẹn ra nói chuyện. Lúc đó thì em nghĩ là cái này là có duyên, mình nên gìn giữ. Và khi nói chuyện thì em thấy là mình có thể bắt đầu lại mối quan hệ. Lúc này là đã trưởng thành rồi. Lúc đó yêu không? Lúc đó yêu dữ dội không? Dạ, yêu cũng dữ dội mà mỗi cuộc hẹn hò giống như là đi chạy giặt. Tại vì nhà em rất là khó, em ở nước ngoài. 9 giờ tối là đóng cửa đi ngủ. Đi chơi cái khoảng 15-20 phút thì về. Như vậy chắc chắn là đêm động phòng của các em rất tuyệt vời phải không? Dạ, vui lắm. Rất ý nghĩa. Đêm tân hôn thì lại hụt hẫng. Do tụi em không hợp tuổi, cho nên gia đình ba em là không có cho ở trong phòng tân hôn. Trời ơi.
mà bác phải vợ đem mùng mền chú gói qua cái phòng em trai ngủ nhà một đêm. Tức là kiêng cữ đúng không? Dạ. Giống như mình không có động phòng ở cái phòng của mình. Dạ. Mình mượn phòng một người khác. Dạ. Mọi thứ em chuẩn bị cho đêm tân hôn hết. Cái xong rồi bắt em đi qua phòng khác ngủ rồi. Cái tự nhiên cảm giác mình không muốn tân hôn nữa. Mà cái thôi nghỉ đêm đầu tiên của ảnh mà không ấy kỳ quá. Rồi cuối cùng thôi. Cũng làm lẹ cho đi ngủ. Trời làm lẹ cho đi ngủ. Đây mình hụt hẫng quá rồi. Nhưng mà đêm hai có lấy lại không? Dạ lấy lại hết. Lấy gần hết luôn. Sau khi các em về ở với nhau rồi, dạ. Trong 3 năm qua ha, thì có cái chuyện gì mà các em chưa hài lòng hoặc có thể là thấy được cái tật xấu của cái người bạn đời của mình nó lòi ra không? Có dành. Lúc mà chuẩn bị cưới, hứa với ba cưới vợ cho con đi, con không chơi game nữa đâu. Con hạn chế bạn bè. Cưới về xong, thôi ơi, bỏ em nhà của mình anh, đi với bạn. Nhưng mà anh biết không, là quản lý vợ dắt em cực kỳ chặt chẽ. Tới nỗi là khi em đi làm là những anh đồng nghiệp ngồi kế bên là không cần mà biết giờ giấc, là chỉ cần mà nghe điện thoại em reo á là biết 5 giờ chiều rồi, là vợ em gọi em về. Bữa nào mà chiều đó mà em thấy mệt mệt trong người là biết ảnh đi chơi với bạn ảnh là đi tới 11, 12 giờ đêm mới về. Mà cái giờ đi lên ngủ là bỏ vợ lên ngủ trước, mình ở đây chơi game. Ảnh thì mê game, còn em bị chết về cái con cái luôn. Sao chết sao? Tụi em cưới về 2 năm đó em ở nhà để chuẩn bị có con. Rồi mà đợi hoài không thấy, cái xong rồi mới thuyết phục anh đi khám bệnh. Mà đàn ông mà chị cứ mở miệng, anh khỏe mà, em thấy anh khỏe không? Cái đi khám ra thì chồng em bị tinh trùng yếu, phải uống thuốc điều trị hết 3 tháng. Xong rồi tụi em mới thực hiện bơm tinh trùng thì thất bại. Rồi cái bơm đó nó chỉ là hơn cái bước kia chút đỉnh thôi. Chị nói em nghe, nếu mà riêng về cái vấn đề đó, tụi em đi thụ tinh trong ống nghiệm thì... cái là cái phương pháp đó, con tụi em cực kỳ khỏe luôn. Nó lấy hết cái tinh hoa của cha mẹ vô. Rồi bây giờ tới em đó Trí. Yeah. Em có bức xúc gì không? Vợ em là trước khi cưới là hứa em là em sẽ là người vợ hiền. Vậy vợ em không hiền chút nào. Rất thích là ngắt nghéo em. Rất là có khuynh hướng bạo lực kỳ cục đó. Mà em có đánh trả rồi? Dạ tất nhiên là không rồi. Mình là đàn ông mà anh. Đúng rồi. Có còn gì nữa? Rồi thêm một cái thú vui tao nhã là trước khi đi ngủ là hay đè mò mò nặng mụn em trước khi ngủ. Trời ơi. Cái này nặng bắt tiền đó. Mà ngộ em phải mò mà em mới ngủ được. Mà mò thấy cụm cộm cái là khửi. Cái nặng ống nát bấy thì có lẽ do bà nặng không á, đúng không? Rồi còn cái gì nữa em? Vợ em chưa có con cho nên rất là cuồng con. Vòng vòng nhà em là con nít đầy luôn á. Hôm nay ẵm đứa này về chơi, hôm sau ẵm đứa khác về chơi. À nó xí, cái đó không phải tật xấu rồi em. Dạ. Đấy rồi bới về niềm. Xong rồi quậy ảnh á, anh không chơi game được, đó là tật xấu của em đó. Thôi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Điều em mong muốn vợ em thay đổi là dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn là chăm sóc em và gia đình nhiều. Bớt quản lý giờ giấc em lại để em thoải mái xíu. Rồi, em mong muốn Trí thay đổi điều gì anh? Em muốn anh là dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, phụ giúp ba mẹ, phụ giúp em công việc nhà, hạn chế chơi game lại để hai vợ chồng sớm có tin vui cho ba mẹ mừng. Tức là cái câu ngầm ý Trí có hiểu không cưng? Dạ. Bớt chơi game, chơi vụ kia. Rất nhẹ đó. Sau chương trình này anh cũng hứa với em là anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em với gia đình, cố gắng là trong năm sau là mình đón thêm một thành viên mới. Bây giờ riêng cặp này nha, chị nói nè, em đừng có bị áp lực về vấn đề thời gian, áp lực về tuổi tác. Ví dụ vợ chồng có khi lấy nhau á hả, 5-6 năm mình tận hưởng, mình enjoy mọi thứ đi, rồi mình có con cũng được. Đây là mới có 2-3 năm lấy nhau thôi, chưa phải là dài. Tại vì em biết sao, khi em bị áp lực về vấn đề đó, em sẽ không thoải mái trong việc đón nhận mọi thứ, kể cả thụ tinh trong ống nghiệm. Hai vợ chồng tụi em phải tương tác với nhau, quên hết tất cả những chuyện đó đi, thoải mái đi, vì cái chuyện có con là chắc chắn rồi. Để chi trứng mình tốt, tinh trùng mình tốt, mình đi mình thụ tinh một cái là dính liền, có khi dính sanh đôi. Vui vẻ đi, buổi tối bớt chơi game đây đó. Rồi chúc hai em nắm tay chặt tay nhau để mà đi đến hết cuộc đời này, và năm sau sẽ có tin vui. Dạ cảm ơn chị. Mình cũng đang bảo thôi tâm thi em này của ông này thôi, bị sốc tâm lý á. Mình quay cho mình ôm chầu mình không, vùng cái tay ra không có nằm chung á, gặp cô này cô nặng hay sao, mình cứ suy nghĩ tiêu cực. Mời quý vị chúng ta cùng
đến với cặp vợ chồng thứ hai. Không biết họ sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện như thế nào. Mời quý vị thêm một tràng pháo tay nữa nào. Rồi, chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Em là Lê Đức, hiện là năm nay em 30 tuổi. Em là luật sư cùng hãng luật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em và vợ em hiện tại là đang ở quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời em. Dạ, chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán thính giả đang có mặt trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc, năm 28 tuổi. Hiện em là chuyên viên pháp lý. Luật sư với pháp lý lấy nhau đúng rồi đúng không? Chắc có lẽ là hai em quen nhau trên tòa án phải không? Dạ không, bọn em là khóa trên khóa dưới của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em với anh ấy là học chung trường, cũng không biết nhau mà là cùng chơi với một anh ở trong ngồi đấy. Bạn em tham gia ban phong trào, em thì là tham gia chung ban phong trào với anh bạn đó, thì anh đấy lại là bạn thân của chồng em. Thế thì hẹn nhau đi cà phê thôi, vô tình anh đấy lại rủ anh chồng em đi luôn. Thế là đến thì nói chuyện, thế là làm quen nhau. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên khi mà em gặp anh chàng này thì em thấy như thế nào? Hồi đó chồng em ốm lắm, không có như bây giờ. Ăn mặc cũng khá là bảnh bao, tóc vuốt keo, xong rồi đấy có cái mốt áo mà áo thun ấy mà cổ dựng dựng lên thế này, trông sành điệu lắm. Thế mình nhìn ôi này, học trường mình ở sau trông bảnh bao mình chưa gặp bao giờ. Đang ngồi uống thế này này, thế thấy anh điện thoại đến, thế mình cũng đang bảo trời ơi tâm tim này của ông này thôi. Rút điện thoại ra, một cái điện thoại màu hồng chóe lẹ luôn. Đó, bắt đầu em giật mình, em bảo chắc là không có men. Tức là bóng không có. Đây nè, anh này nè, màu hồng với màu tím. Đó. Màu hồng tím luôn. Mà đâu có sao đâu, giống hai đứa con, thấy không? Màu sắc không nói lên giới tính. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em thì sao? Em gặp cô gái này em có bị xuyến sao không? Ngay thì lần đầu thấy cũng tròn tròn dễ thương. Mới thích mái tóc búi sau đầu, yêu nước da mái tóc. Có như cái răng cái tóc là gốc con người. Nhất dáng nhì da, nói chung là em yêu hết rồi còn gì nữa. Rồi sau đó thì ai là người chủ động cua? Cái này thì cũng không rõ nữa. Bọn em quen nhau 6 năm nhưng có 3 năm là chính thức yêu nhau thôi. Lúc đó bọn em quen nhau lúc còn đang học thì cũng bạn bè thôi. Nhưng mà người này bộc lộ tính gia trưởng ngay từ đầu chị. Chưa có chính thức với người ta nhưng mà muốn sở hữu. Đó, nghĩa là mà thấy em mà đi chơi với các bạn lúc bắt đầu hay ghen. Cũng chẳng phải vừa đâu chị, trong lúc quen em nghĩa là bạn bè nhưng mà cũng thả thính dăm ba cô lắm, nhiều lắm ạ. Em giống như kiểu bề nổi ấy, là chính thức ấy, nhưng mà vẫn có những cuộc hẹn ngầm bên ngoài. Hẹn thôi nhưng mà người ta thích mình thì mình không cấm người ta thích mình được. Còn có một cái điều gì mà nó khiến cho cả hai cảm thấy khó khăn, cảm thấy gặp gỡ trước khi đi đến hôn nhân không? Tụi em có tiền hôn nhân không? Dạ không, dạ, không. Bởi vì có thử không? Dạ không. Cũng không. Tại vì cái đó thì đó, điều đó là em đánh giá cao vợ em. Nhưng lúc nào em cảm thấy là nghi ngờ về cái... Dạ có chứ, bởi vì 6 thứ 7 chủ nhật là em ở bên nhà cậu mợ em chơi. Thầy cũng phải cậu mợ em vào chứ, xong cuối tuần thì mà không đi chơi với bạn trai, xong cứ hỏi chứ mà bọn mày yêu nhau lâu vậy rồi, mày có thử nó không vậy ạ? Trông tôi nghi lắm á. Thì mình bảo thế bây giờ không biết con làm sao, thế bảo đôi tao chỉ cho, kiểu có động chạm tương tác gì đó để xem là anh này có phản ứng gì không. Nhưng mà thực ra em không có dám làm. Là tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi? Dạ 2 năm rồi. Như vậy có nghĩa là tụi em năm nay em 28 tuổi. Dạ đúng không, là em giữ từ năm 20 tới năm 26 luôn. Dạ trong 6 năm trời. Vậy thì chắc chắn rằng là cái đêm tân hôn đó, đêm tân hôn phải là một cái đêm tuyệt vời đúng không? Tuyệt vời. Dạ vâng anh. Đúng được. Rất là tuyệt vời luôn. Thành công không? Thành công ngoài mong đợi. Thành công ngoài mong đợi luôn. Sau cái buổi mà tiếp khách ở nhà hàng xong là về là em say tới một ngày sau mới tỉnh. Ủa gì là trất quốc chứ. Là giữ tiếp thêm ngày nữa đó. Là giữ đi. Coi như là 6 năm một ngày. Chắc là qua đêm sau đúng không? Dạ không. Đến ngày đó là em... đến ngày lại mất tuần nữa, chắc phải 2 tuần nữa. 2 tuần luôn hả? Bởi vì là bọn em còn vào quê nội, đi một vòng mà quê để thăm á. Thăm như vậy là hai bạn này vui quá. Như vậy là đến 2 tuần sau mới bắt đầu viên mãn cái đúng rồi. Đó là mình ấy bù luôn đấy này. Bù luôn. Nhưng mà giờ hai chồng là rất là coi như là viên mãn về cái vấn đề đó đúng không? Dạ vâng. Rồi bây giờ đến cái lúc mà sau khi cưới nè, trong 2 năm qua bao nhiêu những cái tính xấu của chồng của vợ có lòi ra không? Có chứ chị ạ, lòi nhiều luôn. Bởi vì trước lúc khi yêu nhau thì là chủ yếu gặp nhau đi uống nước xem phim thôi, nói chuyện thôi, không có được thấy cái phần mà ở nhà.
chồng em á cứ hay mấy mũi này nè. Thế xong em bảo thôi kìa, lấy khăn giấy bôi vào đi. Anh búng ra cái xong mày đau làm gì có cái gì đâu. Tí nó tường nhà á. Dính ra. Đã đúng rồi. Khô luôn đó, nó khô luôn đó. Thôi còn tính xấu gì nữa. Ngồi đầu về kiểu bị sốc tâm lý á. Tự dưng vợ chồng mới cưới, mình quay cho mình ôm chồng mình không, vùng cái tay ra. Xong rồi, thôi không có nằm chung đâu, em nằm xích xích ra đi. Bảo sao hả? Anh nằm một mình quen rồi. Tâm ra nhiều khi mình bảo không biết hôm này đi làm gặp cô này cô nặng hay sao, mình cứ suy nghĩ tiêu cực á chị. Về cái kiểu hắt hủi vợ. Cảm giác giống như là bây giờ mình có em bé, xong kiểu dạng đọc nhiều bài báo ấy, cứ kiểu vợ có bầu hay làm sao thì chồng không tình cảm, vợ chồng xa cách ấy. Nhiều khi cứ giống như khóc, xong chồng em mà có cái gì mà phải khóc, làm sao mà phải khóc. Thế bây giờ còn buồn nữa không? Dạ không, bây giờ không buồn nữa, bởi vì bây giờ em đa phần toàn ôm con ngủ thôi. Bây giờ quay sang ôm em. Rồi còn gì nữa không em? Thí dụ như những cái cá nhân riêng tư này nọ rồi có thoải mái không? Dạ không, cái gì cũng cài mật khẩu hết anh. Còn quét cả mống mắt nữa cơ. Kêu là để anh ngủ em khỏi làm gì luôn. Bởi vì vân tay còn quẹt được mà. Ủa lý do gì mà em phải cài mật khẩu rồi em phải bảo mật cái thông tin dữ vậy? Không thì bình thường điện thoại là mình luôn cài mật khẩu gì. Tại vì vợ em không hỏi nên em cũng đâu trả lời. Với lại ví dụ mình cài mống mắt thì khi mình mở rất là nhanh. Cái mục đích là không phải là để giấu vợ. Không, thôi không em. Tại vì ngày xưa lúc quen nhau thì hai đứa hay cầm điện thoại nhau á, kiểm tra này kia. Nhưng sau này thì hết rồi, thói quen đó là đã không còn nữa. Nhưng mà cái công việc của em về em có hay chia sẻ với vợ em không? Những cái áp lực trong công việc của em á. Tại vì giai đoạn này vợ em ở nhà để trông con á, cho nên là em muốn cho vợ em tâm trí hoàn toàn bình thường, không có phải suy nghĩ quá nhiều về công việc của em. Hầu như á, tính em là độc lập từ nhỏ, cho nên là mọi thứ em đều muốn là làm sao là mình làm tốt nhất, mình cố gắng nhất có thể. Thế là ảnh đi thường xuyên như vậy, cái chuyện mà đặt mật khẩu như vậy thì nó có bị ảnh hưởng đến cái chuyện quan hệ vợ chồng? Thời gian đầu thì thực sự là ảnh hưởng, bởi vì là nhiều người tác động nữa, nói là trời ơi chồng như thế, công việc như vậy, xong bề ngoài như vậy, khá là một cái người có sức hút. Mình lại đang ở cữ, mình đang chăm con như thế thì bắt đầu là mọi người cũng nói ra nói vào là không giữ chồng thế này thế nọ, thì bắt đầu là em có những cái suy nghĩ tiêu cực, thì bắt đầu là em kiểm soát, em cũng ghê lắm, xong rồi ngày nào cũng nhắn tin các thứ, xong bắt đầu là làm cho chồng em chắc là cũng mệt mỏi, giai đoạn đấy chắc cũng bị mệt mỏi vì áp lực công việc. Đến khi mà chồng em nói với em á, lúc nào anh cũng ở bên em, anh không có làm gì, anh không làm gì có lỗi với em cả. Thì mình thấy là bây giờ không phải là mình, cái cuộc sống gia đình mình không phải chỉ sống cho một mình, không chỉ là cái lúc yêu đương nữa mà mình có em bé rồi, mình nghĩ gì mình cũng phải nghĩ cho con. Sau đó thì em bắt đầu em thoải mái với việc giống như là thôi kệ đi, anh ấy muốn làm gì kệ anh ấy đi, miễn là lúc nào anh cũng nghĩ đến vợ đến con là được rồi. Bây giờ tới em đó. Dạ, bạn ấy có tật xấu không? Nói chung vợ em thì rất là hoàn hảo tuyệt đối luôn. Nhưng mà lâu lâu thì hơi lộn xộn. Trong khi em là một người rất là ngăn nắp. Mình bảo là vợ ơi em dọn giùm anh cái này đi cái kia. Tại vì về mệt đôi khi em lười làm á. Nhưng nói một hai lần cũng không xong, cuối cùng mình phải sắn tay vào mình làm luôn. Rồi nhân đây thì muốn vợ thay đổi điều gì Đức? Dạ thì em mong vợ em là thông cảm hiểu cho công việc em nhiều hơn, rồi ngăn nắp hơn, rồi quan tâm chồng nhiều hơn. Ủa tức là vợ không quan tâm chồng? Có nhưng mà có nhiều lúc á, có những cái riêng tư á thì vợ quan tâm theo kiểu phải cách có cách hiểu của vợ, chứ không cứ nghĩ là quan tâm là cứ mình cứ ăn uống rồi chuẩn bị hay mọi thứ như vậy. Có khi là mình chỉ muốn ở một mình thôi. Có khi nào tất cả những cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi, những cái điều đó vợ em chưa thay đổi được, nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của em mà làm em cảm thấy em có một cái khoảng cách không? Thì giữa hai vợ chồng có những cái khoảng cách hoặc là giận hờn thì cũng chỉ là ngắn thôi, tại vì tiếng em không có giữ lâu mọi thứ. Tại không. Biết sao không? Có hai loại đàn ông. Một loại đàn ông á là họ chỉ giận hờn hay bất cứ một cái điều gì hoặc những cái mà họ chưa có cảm thấy hài lòng trong cái cuộc sống, nó làm một cái. Còn cái mà họ cần một cái quan hệ về sinh lý, nó lại làm một cái hoàn toàn khác, nó không liên quan. Tôi giận bà đó, tôi bực bà đó, nhưng mà tối tôi vẫn phải quan hệ với bạn cái. Tôi nói ví dụ vậy, đó là một loại đàn ông. Nhưng cũng có một dạng đàn ông khác là họ giống phụ nữ vậy đó, tức là họ đi đôi với cảm xúc. Trong cái chuyện vợ chồng là họ phải có cảm xúc. Thành ra tại sao chị hỏi em á, là để chị muốn tìm một cái chìa khóa trong cái mối quan hệ của tụi em. Nói là như vậy thôi, em tự hỏi, em tự biện hộ, em trấn an bản thân mình thôi. Nhưng mà thực sự là em đang rất là
lao tâm khổ tứ và em đang rất là khổ tâm với cái cảm xúc mà em đang gánh chịu. Chị hiểu cái điều đó. Chính vì vậy mà chị muốn nói với em á, là người chồng của em thuộc tiếp đàn ông thứ hai. Có nghĩa là anh làm gì anh mới đi đôi với cảm xúc. Thành ra là khi mà em nói những cái mong muốn đối với vợ á, thì em phải nói hết. Để tất cả những cái điều đó nó không làm cản trở trong cái cảm xúc của em đối với mối quan hệ vợ chồng. Thôi nói tóm lại là ngày hôm nay, cũng như là sau những chia sẻ của chồng em, cũng như là với tất cả những gì mà em cũng đã tâm sự cũng như chia sẻ, thì anh hy vọng là hai vợ chồng em, cái mối quan hệ có thể là đã tốt rồi nhưng mà sẽ cải thiện, sẽ cho tốt hơn nữa. Và chúc cho hai vợ chồng em cứ luôn như thế này, luôn hạnh phúc và sẽ thấu hiểu nhau nha. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Hôm qua đây có phần